Chào mừng các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt mình đây, đó là chiếc Hyundai Stargazer phiên bản đặc biệt màu đen. Thì như các bạn đã biết, Hyundai mới ra mắt dòng xe Stargazer với tổng là 4 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp và phiên bản cao cấp 6 chỗ. Thì mục đích của Hyundai ra mắt chiếc xe này để phục vụ cho khách hàng đi gia đình và chạy dịch vụ xe 7 chỗ trong phân khúc giá lăn bánh từ khoảng hơn 600 triệu đến khoảng hơn 700 triệu. Thì những cái gia đình mà có số thành viên hơn 5 người thì hoàn toàn có thể sử dụng một chiếc xe này để đi lại và có thể là kết hợp và chạy dịch vụ. Chiếc xe được trang bị với động cơ là 1.5 lít, hộp số IVT và dẫn động cầu trước. Thì chúng ta sẽ có những cái ưu điểm, đó là tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và ổn định khi dẫn động cầu trước. Stargazer có những cái điểm nổi bật như là trên phiên bản đặc biệt này chúng ta sẽ có là hệ thống đèn halogen này, rồi thiết kế trẻ trung, năng động, đầu xe thì ngắn, phục vụ tốt cho các bạn có thể di chuyển trong phố và những cung đường góc cua hẹp. Logo của Hyundai đã được đặt vượt ra ngoài cái lưới tản nhiệt, giúp cho cái thiết kế mang hướng của tương lai. Phần thân xe thì cũng có nhiều đường gân dập nổi, đấy, cực kỳ khỏe khoắn và thể thao. Có những cái tay nắm cửa cũng to bản này, đấy, mở cửa rất là chắc chắn. Đóng cửa các bạn có thể cảm nhận được là cái thân vỏ của Stargazer cũng rất là tốt. Đến phần đuôi xe thì chúng ta sẽ có một chiếc đuôi thiết kế cũng rất là hiện đại, với giải đèn lối liền từ trái sang phải và có cụm đèn hậu phía sau dạng LED. Cảm biến thì chúng ta sẽ có 3 cảm biến, có camera lùi tích hợp. Cốp thì dĩ nhiên đây là cốp chỉnh cơ, nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ có một khoang hành lý phía sau rộng rãi, kèm những cái hộc để đồ cực kỳ là tiện lợi. Đây chúng ta sẽ có hộc cổng sạc 12V, công suất lên tới 180W. Đây là những khách hàng cũng đang quan tâm đến Stargazer. Đây, phần khoang người lái và bên phụ thì chúng ta sẽ có một khoang người lái bên phụ với nội thất tông màu đen. Đấy, xe được xe nhập khẩu Indo, là chúng ta sẽ có cái không gian rộng, ghế thì rất là ôm bó thể thao. Về phần người lái và bên phụ, hàng ghế trên có rất nhiều hộc để đồ tiện lợi. Chúng ta sẽ có cái đèn LED để trang trí thêm cái màu nội thất này, rồi những cái hộc để đồ, để nước. Đấy, cực kỳ là tiện lợi. Với khoang hành khách phía sau cũng rất là rộng, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được nhiều mục đích. Nó đi gia đình, chạy dịch vụ. Và cái tiêu hao nhiên liệu, mình xin đề cập đến phần tiêu hao nhiên liệu trên Stargazer. Đi đường cao tốc ngoài đô thị chỉ hết 5,4 lít, đường kết hợp khoảng 5,9, khoảng 6 lít đi, và đường trong đô thị thì chỉ 7 lít thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đến với mình điểm qua một chút về chiếc vô lăng này, thì trên chiếc vô lăng này cũng sẽ tích hợp những cái công nghệ như là điều khiển bằng giọng nói, đàm thoại rảnh tay, ga tự động, cruise control. Trên phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có thêm loa bông và công nghệ Hyundai Smart Sense, đó là hỗ trợ giữ làn này, phòng tránh va chạm người đi bộ này, hỗ trợ phòng tránh phương tiện cán ngang phía sau này, cảnh báo đèn mù trên gương, và có hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Đó, cần số thì cũng rất là chắc chắn và to bản. Ở đây chúng ta sẽ có những cái chế độ lái và bật tắt cân bằng điện tử. Trên phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có thêm sạc không dây chuẩn quy và hệ thống điều hòa tự động. Hàng ghế thứ hai cũng rất là rộng, với độ ngả lưng ghế cực kỳ tốt. Đây, mình có thể ngả lưng ghế cho các bạn. Đó,
ngả lưng ghế tốt thì giúp các bạn đi trên những cái cung đường dài cực kỳ là có chỗ để mình ngả lưng, không bị mệt mỏi khi đi trên những cung đường dài. Cái khoảng để chân rất là dài, rất là rộng. Trên đầu chúng ta sẽ có một khoảng trần cao rất là thoáng. Đây chúng ta sẽ có cái dàn lạnh cho hàng ghế phía sau và một dàn lạnh nữa ở đây cho hai hàng ghế phía trước. Ngày thứ ba thì dĩ nhiên rồi, một chiếc xe như Stargazer thì nó không thể rộng như những chiếc xe Santa Fe hoặc là Fortuner được. Nhưng mà đổi lại hàng ghế thứ ba thiết kế khoa học, có nhiều hộp để đồ và có cái không gian mình nghĩ là phù hợp cho những người cao dưới 1m75. Stargazer thì hiện tại bên mình đang phân phối với 4 phiên bản thì giá phiên bản tiêu chuẩn lăn bánh thì chỉ ngoài 600 triệu một chút, và bản cao cấp thì nó chỉ rơi vào tầm độ khoảng gần 700 triệu thôi, khoảng hơn 700 triệu một chút đó. Thì các bạn quan tâm đến Stargazer thì xin lòng liên hệ với số điện thoại mình để trên màn hình. Thì phụ kiện mình tặng thì có phim cách nhiệt núi săn của Mỹ bảo hành 10 năm này, trải sàn da bọc vô lăng da, và đặc biệt tháng 12 này nhà máy đang có chương trình hỗ trợ khách hàng chỉ trong tháng 12 thôi, đó là một chiếc TV Samsung hoặc LG kích thước 43 inch đấy, để dành tặng những khách hàng nào sở hữu Stargazer trong tháng 12 này. Thì các bạn xem video thì xin lòng cho mình một like, một đăng ký kênh, một comment để mình có thể hoàn thiện video tốt hơn. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn trong những video tiếp theo. Mình xin cảm ơn.